Đến cái phần menu chính của cái trang làm sao.com này chúng ta, thì chúng ta đang có cái phần header. Các bạn để ý cái phần header của chúng ta, chúng ta inspect, tức là chúng ta F12 lên, chúng ta tìm kiếm cái phần header đấy, xem là nó đang chiếm cái vùng nào ở trên cái màn hình của mình. Chúng ta để cái header, các bạn thấy nó chiếm hết toàn bộ màn hình đúng không, toàn bộ một phần ngang, chiều ngang của nó đúng không, được chưa? Bây giờ cái phần menu á, thì nếu mà tính đúng ra thì nó vẫn cứ nằm trong header, cho nên chúng ta vẫn có thể nhét được thêm một cái thẻ NAV vào trong cái phần header này, được chưa? Thì chúng ta ở đây chúng ta tiến hành code tiếp ở ngay dưới cái section container, chúng ta sẽ có thêm một thẻ là thẻ NAV. Thẻ này có class, có class là bằng container luôn, để cho nó chiếm một cái vùng rộng, à, rộng 960 pixel mà nó cách căn đều hai bên ra, thì chúng ta sử dụng lại cái class container luôn. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp CSS, viết tiếp các cái code HTML trong này. Cái thẻ NAV là nó sẽ là bao gồm tất cả những cái thành phần nằm theo một hàng ngang đúng không? Nhưng mỗi phần tử đấy nó là một cái thẻ mà chúng ta có thể hover vào để kích sang một cái link khác nhá. Thì đấy nó cũng, cái đấy nó cũng giống hệt như là cái phần favor của chúng ta. Thì chúng ta thêm các thẻ UL và thẻ LI ở trong. Trong LI này chúng ta cũng có các thẻ A. Các thẻ ahref chúng ta để sao, để dấu thăng. Ví dụ đây là trang chủ. Trang chủ đi. Các menu khác chúng ta duplicate lên, tôi để khoảng 3 cái thằng trang chủ hoặc là 4 thằng trang chủ gì đấy. Đây là gia đình này. Gia đình này. Rồi thì du lịch này. Chúng ta bịa ra vài cái tên danh mục. Handmade này. Gì đấy? Cũng muốn học tiếng Anh à? Tốt quá, sang bên kia luôn. Đỡ phải dậy. Xong chưa? Container NAV này, UL, LI, A, lại 3 tầng như vậy. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta check xem cái màn hình của chúng ta như thế nào đã. Mở cái trình duyệt ra, kéo lùi cái này xuống, chúng ta nhìn thấy đây là trang chủ gia đình, handmade các thứ các kiểu đúng không? Vẫn giống như cũ, vẫn sao y bản chính. Chúng ta có phần navigation, nó dài ngoãng bằng này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái thẻ NAV đúng không? Chúng ta sẽ thêm vào đây một cái background. Background bằng thăng này 2CA9E1, nó chính là cái màu xanh khi mà chúng ta hover vào. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái CSS như sau. Xử lý CSS trước, chúng ta sẽ có CSS này, style. Tôi sẽ viết vào đây comment là begin NAV, tức là bắt đầu phần navigation. Đây là NAV. Xong, chúng ta sẽ có thẻ NAV. Có thẻ NAV, có class background color bằng thăng
2CA9E1 để cho nó có cái màu xanh, được chưa? Reload nó vẫn giữ này. Tiếp theo chúng ta bỏ cái UL đi, bỏ cái dấu chấm tròn ở đầu của các LI đi, thì chúng ta sẽ làm như sau: NAV cách UL cách LI thì có gì? Style type list style type none và style và list style bằng none luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là nó mất đi hai cái này, và bây giờ chúng ta sẽ code cho LI nó nằm trên một hàng. Chúng ta sẽ có như sau: NAV UL LI, chúng ta sẽ có là float left display block, và sẽ có cái width, min width cũng được, để check xem được min width không. Min width bằng 100 pixel, được chưa? Nó cũng sẽ nằm trên một giá một hàng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ lại có cho nó, ủa cái màu của tôi đâu rồi? À đây rồi. Bởi các bạn để ý này, các bạn sẽ không nhìn thấy cái màu nữa, bởi vì cái thẻ chúng ta đang sử dụng, cái thẻ ULLI, các thẻ LI của chúng ta đều là float đúng không? Cho nên là cái NAV các bạn nhìn thấy 1960 nhân 0 đúng không? Được chưa? Do đó nên chúng ta do nó bị cái nội dung ở phía trong của nó, cái ULLI này, nó là nổi lên trên như hôm trước tôi giải thích. Cho nên là bây giờ chúng ta phải clear board đi cho cái thằng NAV này, thì chúng ta sẽ viết riêng một cái class cho nó luôn, là class là chấm clearfix. Clearfix sẽ có cái thuộc tính là clear board content bằng string rỗng như này. Chúng ta copy clearfix này đưa vào trong cái phần container ở đây. Cho sau, xin lỗi các bạn. Đây chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính là clearfix 2.after 2.before. Một cái 2.2 hay hai cái 2. nhỉ? Clearfix. Đúng rồi mà ta. Chờ tôi chút nha. Clearfix như đặt sai chỗ. Không được luôn mà. 2.2.after clear box display table. Đúng không? Còn có thêm Ctrl Z lại. Chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính là display table nữa. Header này. Và về clearfix này. Rồi. Thì đây là cái chúng ta sẽ thêm cái class, viết cho tôi cái class này. Clearfix after, clearfix before sẽ có các cái thuộc tính CS là clearBot để xóa bỏ cái tác dụng của cái float đi, content rỗng, và display là table. Display table thì nó chúng ta lợi dụng cái tính chất là nó cũng dàn nguyên một hàng ngang giống như thằng display block, thì nó sẽ cách ra trên và cách dưới một khoảng nhỏ, chúng ta có thể lợi dụng cái tính chất đấy của nó. Sau đó thêm cái clearfix này vào trong cái thẻ NAV nữa là xong.
Được chưa? Được chưa nhỉ? Không đứa nào nói gì là tiếp tục đấy nhá. Muốn xem giữ cái này hay là giữ cái nào? Xuống dưới đi. Đây. Để dấu chữ nó căn giữa thì chúng ta sẽ có cái text align center nữa. Đó, thì bây giờ chữ nó sẽ được căn giữa. Và chúng ta sẽ thêm vào đây là border right bằng 1 pixel dash bằng màu CCC. Đó, nó sẽ như thế này. Và tất nhiên cứ thằng cuối cùng thì chúng ta sẽ bỏ cái border đi. Bỏ cái gì đây? Cái thằng cuối cùng chúng ta sẽ bỏ border đi thì navulli last try 2 chấm last try thì sẽ có cái border right bằng none. Đó, thì chúng ta sẽ bỏ để bên kia đi. Và bây giờ chúng ta sẽ muốn cái thẻ li của chúng ta nó rộng thêm một chút nữa. Thì chúng ta sẽ nhét vào đây là cái line 2 bằng khoảng 35 pixel và 2 cũng bằng 35 pixel nữa. Để cho nó dài, nó rộng ra và chữ nó được căn giữa. Thì đây, tác dụng của nó là như này. 35 hay 45 ta? Cho 45 nhé. Đó, 45 pixel. Thì đây là code CSS này. Các bạn nào mà chưa làm thì có thể là gõ lại. Tiếp tục nhá. Thế nào? Đây. Không phải tự nhiên tôi đưa những cái thằng này lên trên đâu. Những cái đoạn ở trên ấy thì thường thường là những cái CSS sẽ được áp dụng cho cả trang. Còn những cái đoạn ở dưới ấy thì code cho cái phần nào tôi đã comment sẵn ở chỗ đấy rồi. Sau này các bạn gặp lỗi ở đâu thì các bạn lại lên đúng cái chỗ comment đấy các bạn sửa thì nó hợp lý hơn. Xong chưa?
Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đã có cái phần của what the hell. Được rồi. Vừa nhận ra một sự sai lầm. Chúng ta nhìn cái menu này. Nó bắt đầu từ đây và kết thúc ở đây đúng không? Nhưng mà giống như chúng nó thì là cái gì? Cái menu của chúng ta full cơ. Đúng không? Thế vậy chúng ta không làm này được. Chúng ta phải làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ có cái NAV vẫn giữ nguyên. ClearFix vẫn giữ nguyên nhưng mà cái container này chúng ta rời xuống dưới. Class bằng container thử qua có được không nhá. Được chưa? Bởi vì tôi chưa sửa lại cái line 2 ở trong code cho nên nó sẽ chỉ còn nó ngắn bằng ngày thôi. Nhưng mà bây giờ cái navigation của chúng ta nó đã dài hết trang. Được chưa? Thì nó đổi lại cái vị trí của container là xong. Tôi update cái này lên 45. Ở đây cũng là 45. Xong. Bây giờ tôi muốn các cái thẻ các cái chữ ở trong thẻ A của tôi nó không gạch chân thì thuộc tính gì nhỉ? Đúng rồi. Lớp này khá phết nhỉ. A take decoration bằng none, chính xác. Và màu chữ thì màu thành màu gì? Đúng rồi, color bằng màu FFF. Được chưa? Rồi. Sao nữa nhỉ? Bây giờ chúng ta cần hover vào. Nhưng mà chúng ta xem hover vào thì nó sẽ đổi màu đúng không? Nhưng mà chúng ta xem tí đã. Đây chúng ta dí chuột vào đây, nó chưa chuyển sang cái gì? Chưa chuyển sang cái hình bàn tay đúng không? Nó phải hover tận vào chữ. Thì bây giờ chúng ta sẽ fix cái đấy bằng cách là xem cái thuộc tính display bằng blob vào trong cái thẻ A. Thì bây giờ dí chuột vào trong cái thẻ li một phát là nó chuyển sang hình bàn tay ngay. Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta mở rộng cái vùng tác động của cái thẻ A ra. Toàn bộ cái dòng ở trong thẻ li thì chúng ta sẽ có thêm display bằng blob. Và bây giờ li chúng ta hover vào nó sẽ đổi màu, thì là hover nó sẽ có thuộc tính là background color bằng màu light blue đi cho nó tiện, các bạn có thể lấy màu khác. Được chưa nhỉ? Cái này chắc dễ, làm một tí là xong rồi. Không nhớ. Cái gì? Đây, tôi đổi mỗi cái container này xuống thôi. Được chưa? Xong nhỉ? Rồi. Tiếp theo nhét icon vào có nhét được không? Đứa nào không nhét được thì ăn đấm nhá. Như lớp bên kia tôi cho thằng Nam nó đấm mấy thằng không làm được bài. Còn lớp bên này có ai xung phong không? À, kinh nhỉ. Rồi chúng ta có thể y có class bằng FA cách FA trừ home. Đó, thì để cho nó có hình ngôi nhà. Chưa nhỉ? Dấu cách ở nếu mà chúng ta muốn cách ra ấy, thì chúng ta có thể sử dụng dấu cách thường
Nhưng mà nếu mà có hai dấu cách, tức là chúng ta muốn cái khoảng trắng nó dài hơn một chút, thì chúng ta viết cách mấy cách nó chỉ có cách một cái một dấu thôi, được chưa? Thì mỗi một dấu cách thực tế thì nó sẽ là cái ký tự này này. Đây là ký tự của trong HTML nhá. Và NBSP thì là cái dấu cách. Chúng ta thấy nó cách dài ra nữa đúng không? Thì đó là cái dấu cách. Còn nếu không chúng ta chỉ cách một cái thôi thì chúng ta viết dấu cách bình thường. Các icon khác chúng ta tự thêm nhá. Tôi sẽ không thêm, tôi chỉ thêm ví dụ một cái thôi. Bây giờ chúng ta làm menu đa cấp này. Ở đây bạn nào làm menu đa cấp chưa? Chưa làm à? Rồi ok. Cái menu đa cấp này chúng ta sẽ phải xử lý với một thuộc tính nữa ở trong cái CSS, đó là thuộc tính position. Nghe rồi chưa? Dạy rồi đúng không? Dạy rồi, ok. Đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta có hai kiểu menu đa cấp. Sẽ như thế này nha các bạn nhé. Tùy từng trang theo mục đích của chúng ta là như thế nào thì chúng ta dùng áp dụng thôi. Đây, chúng ta có hai loại menu cấp, ví dụ đây là cái menu gốc của chúng ta này. Được chưa? Đây là một cái, hai cái, ba bốn cái đằng sau rồi vân vân. Bây giờ chúng ta khi mà hover vào đây, đúng không? Thì một loại, nó giống như cái trang làm sao, các bạn để ý không? Cái trang làm sao.com là nó sổ xuống như thế này, đúng không? Và đây là một vùng này, hai vùng này, ba vùng này. Của nó có bốn cái ô, bốn cái ảnh và cái title dưới này đúng không? Thế đây là một kiểu. Được chưa? Chúng ta có khi mà hover vào đây, một thằng này nó sẽ sổ xuống một cái div to mật như này. Đó, và nó kéo dài hết cái thẻ UL. Được chưa nhỉ? Đây là một cái. Cách thứ hai cũng là cái menu đấy. Nhưng mà khi hover vào đây thì nó sẽ sổ xuống như này. Một cái, hai cái, ba cái, và khi vào hover tiếp vào đây nó sẽ sổ sang ngang. Hover vào đây thì nó sẽ không có cái phần trên này nữa, nó bắt đầu từ bên này bắt xuống các cái dãy cột con. Bạn biết khi nào chúng ta dùng cách dưới và khi nào chúng ta dùng cách trên không? Khi nào dùng cách trên và khi nào dùng cách dưới? Ở dưới có thể con này. Một ý kiến là ít cái thẹp con. Cái này, các bạn để ý này, người ta thường dùng cái này khi mà cái menu của chúng ta ấy, tất cả đều được sinh ra bởi cái danh mục sản phẩm hoặc là danh mục bài viết. Bởi vì danh mục có rất là nhiều, đúng không? Phân cấp cha con. Cho nên là đây danh mục cha này, đây danh mục ông này, cha này, đây là cha 1, cha 2, cha 3, đây là cháu này, đúng không? Những cái thằng ở bên này rất xa, nó là con trực tiếp của những cái thằng này, thì mới xuống. Nó quá nhiều, không sắp xếp được kiểu này, thì người ta đã chuyển về kiểu như này, được chưa? Đây là một cách. Còn cách này, chúng ta để ý khi mà nó sổ xuống, chúng ta thấy ở trong đó là cái gì? Nó là bài viết. Nó là bài viết, đúng không? Người ta cũng chỉ lấy vài ba cái bài viết mới nhất hiển thị lên trên này thôi. Được chưa? Thì tùy chúng ta, tùy cái hệ thống của chúng ta là như thế nào, chúng ta sẽ có những cái menu tương tự như vậy, chứ không phải là cái nào cũng áp dụng được một trong hai cái này đâu. Được chưa? Không phải là chúng ta khi mà đi làm ấy, biết và có khả năng làm được là một chuyện, và chúng ta phải biết cái nào đúng, cái nào sai khi để sử dụng cho từng trường hợp thì cái đấy nó còn khó hơn. Được chưa? Thì ở đây các bạn muốn làm một cách nào? Không có cái nào trước, cái nào sau cả. Tôi dạy cho các bạn
làm một cái, xong các bạn sẽ tự làm một cái còn lại. Làm cái nào? Làm cái trên nhá. Ok, làm cái trên. Ở trong cái trên này thì chúng ta sẽ có đây thẻ A nha, các bạn để ý đây thẻ A này. Chúng ta sẽ có một thẻ UL nữa ở ngang hàng với thẻ A. Thẻ UL này sẽ có class là dropdown. Dropdown. Tiếp theo là các thẻ LI ở trong thì tôi đi copy lại cái thẻ này thôi. Trang chủ này tôi để là trang chủ 1. Tab cái này vào trong, tab cái này vào trong. Thu nhỏ chữ lại một tí cho dễ nhìn nhá. Rồi đấy. Và tôi duplicate cái quả. Đây là thiếu cái LI. Đây, tôi duplicate được khoảng 3-4 cái. 3 cái. Trang chủ 1, trang chủ 2, trang chủ 3. Ví dụ như thế này. Xong chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ coi đã. Và trông nó rất là tỏng. Đúng không? Đang sổ xuống ngay cái chân này. Trông rất là tỏng. Như này đúng không? Tạm thời chúng ta cứ nhìn thế này đã. Bây giờ tiếp theo là xử lý này. Cái dropdown này đúng không? Bây giờ chúng ta viết CSS cho cái dropdown đã. UL có class là dropdown. Vấn đề là từ từ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta có NAV ULLI, chúng ta thêm cái thuộc tính là position bằng relative cho nó. À đâu? Từ bình tĩnh. LI à đúng không? Position mà relative cho thằng LI này cũng được.
Còn thằng drop down này chúng ta sẽ có position bằng absolute. Có top bằng bao nhiêu? Cách top là bao nhiêu pixel? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ô, quên hết rồi. Cái này, cái drop down này nó sẽ, khi mà position và absolute thì chúng ta có thuộc tính là top, right, left, bottom đúng không? Thế bây giờ top, cái giá trị của top bằng bao nhiêu pixel? Hả? Tát cho phát bây giờ, sáng đứng không cả? Trả lời liên thuyên. Đây nha, thử các bạn xem này, tôi cho bạn xem top bằng 10 này. Nhìn thấy gì không? Đây trang chủ 1 đây nó cách top bao nhiêu? 10 pixel đấy. Bao nhiêu? 45. Đây, bằng đúng cái khoảng, đúng cái độ dài của thằng LI cha chứ. Đúng chưa? Rồi giờ sao nữa? Lép cách mấy? Để nó dính vào bên sát ở bên trái. Lép mấy? Lép cách 0 pixel. Chứ còn gì nữa? Background bằng gì? 2CA9E1. Thấy nó xuống một hàng chưa? Được chưa? Xong, gì nữa? Xong chưa? Để sổ xuống chưa? LI thì tự động nó đã có display block rồi, cho nên là tự động nó ủn sang thôi. Nó chiếm hết cái nó chiếm hết cái độ rộng của thằng cha, cho nên những cái thằng LI thì không thể ngang hàng nhau. Tự động nó ủn xuống, chúng ta không phải làm gì thêm. Rồi, giờ sao? Giờ sao nữa? Hover vào tự động nó chuyển màu đúng không? Xong rồi còn gì? Còn gì nữa mà chưa xong? Thông thả, chưa đến cháu. Chưa đến cháu. Để ý này, chúng ta nên phân biệt các cái thẻ LI ra. Thứ nhất, LI này, drop down LI, cái border trừ right, nó bằng none đi. Chúng ta có border, border trừ top, đâu nhỉ? Border trừ bottom nhỉ? Border bottom bằng 1 pixel dash và màu CCC. Để chúng ta nhìn thấy cái viền ở phía dưới nó ngăn dây nhau ra đúng không? Đây nó ngăn nhau ra này. Được chưa? Chứ không thể để cho nó mờ quá, chúng ta không thể biết được cái chỗ nào là chỗ nào. Đúng không? Và cái thằng LI first try, first try, chúng ta sẽ có border top bằng đúng như này. Border top để cho nó có cái ngăn cách với thằng cha ở trên này. Được chưa? Ngăn ra. Và những cái thằng LI này chúng ta có thể làm cho nó rộng thêm ra nữa cũng được. Ví dụ như lấy tôi đang để 100 pixel đúng không? Chúng ta thích thì chúng ta để 120 pixel. Chẳng ngay ý kiến gì. Nhìn cho nó thoáng. Và sao nữa? Chưa hết đâu nha, vẫn còn nha. Còn nữa này. Bình thường thì đây drop down absolute đúng không? Cooler drop down đúng không? Bình thường thì nó phải được giấu đi. Đúng không? Bao giờ hover vào thằng cha thì nó hiển thị thì chúng ta có display bằng none. Và khi thằng NAV ULLI hover thì cái thằng UL có class là drop down, nằm ở trong nó sẽ có cái display bằng gì? Display bằng
blog để cho được hiển thị ra. Bây giờ các bạn coi. Đúng chưa? Đúng chưa? Bởi vì thằng này nó không có UL drop down cho nên không có sổ xuống, còn thằng này có này. Được chưa nhỉ? Đó. Được chưa? Các bạn check đi xem có vấn đề gì không để tôi xuống tôi giúp cho. Hả? Cái gì? Thế còn khó nhìn hơn bởi vì tech của chúng ta, tech HTML của chúng ta rất là dài. Nè, nó dài như này các bạn. Nếu tôi có thu lại bằng một nửa thì chúng ta cũng nhìn cực kỳ khó. Cho nên tốt nhất của thằng nào thì tự xem của thằng đấy. Bây giờ tôi đẩy code lên nhá. Đẩy code lên là dễ nhất. Rồi đấy.
qua lên GitHub của tôi mà lấy. Các bạn làm xong rồi nghĩ cách làm cái menu nó hất sang bên kia rồi cả. Nghĩ thử xem có cách nào mà viết nó bây giờ nó đang sổ ra đây rồi, giờ chúng ta hất sang bên tay phải. Nghĩ đi, xem có cách nào không? Bây giờ mình không để left right nữa mà mình để là top là right không à, left bằng 120, bây giờ left không bằng không nữa mà left bằng 120. Thử xem có cách nào. Code lên GitHub rồi nha, các bạn check đi. Đây đúng không? Kiểu như này đúng không? Đúng không? Check xem làm nào. Nó còn không thêm class nào cơ. Bọn này làm còn kinh hơn.
cần thiết không ta? Bỏ cái này đi coi nào. Là việc gì nữa vậy? Hả? Cứ mệt là được về ạ? À? Rồi về đi. Không cả giấu đi được. Để tôi check xem cái làm cái thằng cháu như nào nhá. Drop down này. Hả? À, viết tiếp mà. Đây đây, hiển thị được thằng cháu rồi đây. Đúng không? Nhưng mà nó không giấu đi. Mặc định của nó không giấu đi. Để coi nào. Làm sao để cho nó giấu đi. LAV này, UL này, LI này. Cái LI này chúng ta tiến hành hover này. Hover vào đây, tức là thẻ này. Sau đó đến UL drop down. Bây giờ display block rồi này. Bung nó ra. Tôi lấy cái thằng LI cuối cùng này đi. Bung nốt thằng này ra. Thì có UL
tay chứ. Xong rồi đây. Được chưa? Có phải đúng như này không? Đây là cốt của cốt bẩn đấy. Chưa đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho tôi, sửa lại cho tôi cái NAVULLI UL drop down này, chuyển dấu cách thành dấu nhỏ hơn. À, dấu lớn hơn. Biết vì sao? Vì sao? Bởi vì cái dấu nhỏ hơn hôm trước vừa mới giải thích xong, dấu nhỏ hơn là con trực tiếp. Đúng không? Chứ nếu không là nó tìm đến tất cả các thằng con ở trong có cái thẻ UL drop down, có cái thẻ các tất cả các thẻ UL con của LI có cái class là drop down, nó sẽ để display và log vào chết. Được chưa? Còn ở phía dưới này, chúng ta sẽ thêm cho tôi cái là UL cho đến bao giờ có UL drop down. Okay. Đây là con 3 tầng. Thì chúng ta sẽ có display bằng none, position absolute, left bằng 100, top bằng 0. Không pixel. Xếp xuống. Sửa cái trên này nhá, các bạn lưu ý cho tôi sửa cái đoạn này. NAVULL hover trỏ đến UL drop down. Đố các bạn bây giờ tôi thêm thằng chắc vào có được không? Chưa biết được. Chưa biết được. Phải thử đã. Xong nhá.
Để tôi thử level cháu nhá, xem có được không nhá. 3 thằng 3.3 này. Copy này. Ở đây là có cái UL, có class là drop down nữa. Ba chấm ba chấm một chấm hai chấm ba có vẻ được đúng không? Rồi sao? Đây là tôi đã đáp ứng được cái phần 1 rồi. Việc của các bạn là làm phần 2 đi. Đẩy cốt lên nha. Đấy, xong cái cách thứ nhất. Các bạn làm này. Bây giờ là 2 giờ 31 phút cho đến 3 giờ 15 phút tôi sẽ kiểm tra. Không được cái cho bạn tên là gì nhỉ? Không được, đứa nào không làm được cho mình đâu. Đứa nào làm được thì đứa lại mình. Cha là có cái gì chưa? Tao để nghe đi, P là cái gì? Thế thì đừng kêu, đừng cãi. Chỉ cho một đằng làm một phách. Hỏi vì sao sai? Bảo em ăn cơm nhưng em đi ăn cái khác, cứ bảo sao không no. Tối nay tổ chức, sáng nay mới mở. Đi vào mắt.
công ty có độ phát hay chân không? Okay.
Đi mà lâu vậy.
Dấu gì? Display năng chưa?
Quay xong chưa? Hoặc sắp xong chưa? Cái này chỉ 10 phút chứ mấy? Ừ? Đâu rồi? Đã bảo là chúng ta không dành nha, lên ngay trên sau nó xóa đi nha. Thank you.
Thì nhá, khi mà hover một cái thẻ USB sang trục đúng không? Thì nó sẽ sổ ra nguyên một cái định to vật ở dưới này. Nó kéo dài hết cái thẻ UL. Sau đó ở trong này nó chia ra là 3 đến 4 cái ảnh ở trong. Ừ. Không. Họ làm giống họ làm sao mà này, có hai cách. Chưa quay xong à? Chưa nha. Để tôi chưa cho xong rồi, chứ còn để chúng ta làm cho đến Tết. Năm nay không ổn đâu nha. Học và phải luyện vào. Khi tôi sẽ làm luôn ở trong cái giao diện hiện tại nhá. Ví dụ ở trang chủ nó trông như này được. Đến phần gia đình thì nó sẽ là sổ xuống một cái thẻ deep to rộng bằng này. Nhá. Thì để làm được cái việc đấy, chúng ta phải có một cái cũng là hiện ẩn hiện đúng không? Cũng là một cái thẻ ẩn hiện. Nhưng mà ẩn hiện ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cái thẻ tra là thẻ nào. Đúng không? Thì để làm được cái việc đấy thì chúng ta sẽ có cái như này. Chúng ta sẽ có cái relative. Có thêm một cái class relative nữa. Ở đây. Được chưa? Xong. Thì bây giờ chúng ta khi tôi tạm thời tôi thu nhỏ cái thẻ trang chủ vào nhé. Chúng ta hiện tại có sao? Để ý một chút. Cái thẻ LI của chúng ta hình như là đang là có class là LI có là relative rồi đúng không? Nên là bây giờ chúng ta có nhét thêm các cái thẻ khác nằm trong vào đây này. Thì chúng ta set cho nó là absolute thì nó sẽ ăn theo cái chiều rộng của thằng cha. Là thằng LI. Đúng không? Như thế thì bây giờ chúng ta phải làm như sau. Cái LI này chúng ta phải có class là no relative, no position. Để clear cái thuộc tính relative bằng cái thuộc tính position và relative của cái thẻ LI này đi. Đúng không? Tắt cái này đi, đưa lên trên này. Xong. Thì chúng ta sẽ có như sau. Có cái thẻ LI có class là no position thì mình sẽ có set cho nó thuộc tính là position bằng static để cho nó không còn là relative nữa. Xong chưa?
Tiếp theo chúng ta sẽ có cái class là chấm related. Cứ thẻ nào có class này sẽ được set cái thuộc tính CSS là position bằng relative. Xong. Xử lý tiếp này. Thằng này có position relative đúng không? Chúng ta sẽ set cho nó một cái div có class là gì giờ ta? Drop down div. Drop down to div. Xong. Được chưa? Tiếp theo này. Giờ chúng ta sẽ có cái thẻ có class là drop down div thì sẽ có width display đi, display bằng block position bằng absolute, top bằng 45 pixel, min 2 bằng khoảng 300 pixel, background là màu DE, ba cái DE để cho nó màu hơi xám xám một tí, hoặc là chúng ta có thể là màu light pink chẳng hạn. Light pink. Left bằng 0. Display block chứ mà. Thích thì width thì có right hoặc không nữa. Là cách mỗi bên 0 pixel thì là tự động nó trải từ bên này sang bên kia. Được chưa? Xong rồi nhỉ? Nhìn thấy cái gì? Đây đang trỏ vào deep này. Viết sai chính tả. Tôi để đây là gray nhá. Ở đâu? Mình viết đúng, mình thừa dấu thăng. Bỏ dấu thăng này đi là được. Đủ chưa? Đúng không? Xong chưa? Bây giờ thì sao? Display bằng None. Đúng không? Tiếp theo là NAV cách L cách LI có class là position này cách 2 chấm hover thì cái drop down div sẽ có display bằng block. Chưa? Xong. Để là khoảng 200 pixel. Không cần. Bởi vì thường thường những cái này nó những cái trò của chúng ta vừa làm ấy, người ta gọi với cái khái niệm là mega menu. Cho nên là nó chỉ có một cái div div vào ngoài thôi. À, một cái div nằm ở trong LI thôi chứ không có quá nhiều thứ, cho nên là chúng ta không cần phải nhiều tầng. Như kia là chúng ta có nhiều tầng ULLI thì mới cần là con trực tiếp, còn ở đây thì không cần. Chỗ nào? Đây à? Còn chúng ta đã có thể deep rồi, chúng ta đưa cái gì vào đấy chả được. Cái gì? Ừ.
Vì sao? Vì cái thẻ ở trên cũng chiếm hết cả dòng nhân sao nữa. Đây này. Đây. Tôi đã nói rồi. Có bao giờ quyết để 50 cân 50 50 không? Hả? Quyết bao giờ để 50 50 không? Đây này. Chúng ta vào vai, vào vào lép này. Thằng 50 cân 9 này. Gì mà 200 này. Và tại sao mình này phải là 50%? Không dùng cố còn sao nữa, Inland Lock phải làm cái gì, tại sao phải Inland Lock? Nhưng mà sao không hiểu đó. Là khi mà ông dùng Inland thì sau này có Inland Lock sao
nó sẽ là nó sẽ lùi cái thẻ số tất vào trong, sát vào trong theo đúng cái cách sắp xếp của HTML nó trái cả trên dưới đúng không? Thì khi mà nó lùi sát vào trong thì không phải nó tác động trên tiền của nó, không phải nó tác động trên cả trên, thì nó là dài 100%. Thì nó cứ đến cái con này cứ rồi chắc là mình sẽ bắt đầu mắc kim phát đi của thẻ thế thì mình bắt đầu gì để mắc kim phát đi của mình không phải là chẳng đâu gì để làm thế à thì làm cái chuyện dễ hơn gì để mình cứ có đấy được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta có lại bấm nhầm hover vào thì nó ra cái deep như này đúng không? Bây giờ chia vùng ra thì lại dùng cái gì? Chúng ta có thể là dùng ulli cũng được chứ không nhất thiết phải dùng deep nhá. Thì tôi để ở đây kẻ ul này. Đây là thẻ, đây cũng là drop down này, display block này. Sau đó chúng ta ở trong cái UL này chúng ta có các cái thẻ LI. Có 3 cái. 3 thẻ LI. Được chưa? Thì ở trong cái chúng ta sẽ code như sau. Ở trong cái drop down deep này. Tí nữa chúng ta đổi class sau nhá. Drop down deep cách LI. Chúng ta xác định chia 3 đúng không? Thì mỗi cái width nó sẽ bằng khoảng 32% border right bằng 1 pixel solid màu đen 0,0 mà có float f. Đấy chưa? Đây ba vùng đây. Nếu mà thích nó dài ra thì chúng ta phải set cho nó cái 2. 2 bằng 200 pixel. Bằng với thằng cha. Được chưa? Sau đó làm margin bớt nó ra một tí. Tôi sẽ có làm margin trừ right. Margin right bằng 3 pixel. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nó hơi cách ra đây này. Hoặc là padding hoặc là margin thì tùy. Margin right hoặc là padding left bằng 3 pixel. Thì phần nội dung của nó sẽ lùi vào. Được chưa? Đó, còn phần này chút tí nữa chúng ta sẽ bỏ cái background xuống còn thành màu trắng. Cho nên là nó sẽ không còn cái khoảng bị dư ở đây nữa, kệ nó. Không ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Đây là cách làm. Tôi sẽ sửa lại class này trở thành drop down. Tôi sửa lại cái này thành mega menu. Mega menu và sửa vào trong cái thẻ LI này. Đây drop down mega drop down. Mega trừ drop down.
Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta sẽ làm việc với hai loại menu. Một loại là cái loại này đều gọi là là drop down menu, nhưng mà cái này gọi là multiple. Multi là nhiều, multiple drop down. Còn cái loại này gọi là mega menu. Được chưa? Đấy, hai loại. Còn ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể làm được như bọn làm sao ấy, là hoàn toàn làm được cái cách này. Làm sao.com này. Đây nó có một cái phần nào nhỉ, hình như phần đời sống này. Nó có một cái ô ở bên này này. Khi mà đã làm như này nhỉ, nó không chia 3 như mình. Nó chia hẳn 4. 1 2 3 4 này. Ở bên này sẽ là các cái QRLI. Đúng không? Sau hover vào đây, nội dung này nó sẽ được thay đổi tùy theo cái thẻ hover. Đó. Đây là cao cấp hơn của Mega Mini. Được chưa? Đây các bạn hoàn toàn có thể học theo những cái theme mà nó có trên sẵn trên mạng ấy. Ví dụ như tôi có tải về một cái, cũng có thể học theo cái cách người ta làm thôi, chứ còn thực ra là mình xem, mình tham khảo, chứ không nhất thiết đây là Mega Menu này. Thấy không? Được chưa? Mega Menu nó cũng sắp xếp này. Đó. Đây là drop down menu. Đúng không? Đó. Đây mega, thường nó chỉ có hai loại này thôi. Còn loại này cũng là thuộc về mega menu. Search này. Đúng không? Rất nhiều cách sắp xếp. Thì chúng ta có thể đi học qua xem là nó có những cái loại nào thì mình về mình làm thử. Thì nếu mà các bạn làm tốt ấy, hoàn toàn là sau cái khóa này các bạn có thể xin đi thực tập ở đâu đấy luôn được, chẳng vấn đề gì. Xin đi làm nửa ngày. Được chưa? Đó, hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi. Và tôi vẫn check cái bài navigation của chúng ta vào ngày đợt tới. Bài tập hôm nay thì về làm cho lại, làm chi tiết cho tôi cái phần menu nha. Làm giống hệt như ở trong cái bọn làm sao chúng con.